sáng nay mình học cái kinh Nhân Duyên. Quý vị cho tôi nói một câu này hơi khó nghe là có lẽ mình nên có cái cuốn Triết Học A Di Đàm đấy, chúng tôi mới vừa in cách đây không lâu, thì trong đó đó cái, để hiểu cái nội dung trong đó có cái nội dung có cái một cái chương mà nói về giáo lý duyên khởi đó, mà tôi cho rằng nó có thể được xem là cái tài liệu tương đối là dễ đọc, rất là dễ đọc. Dĩ nhiên thì cho đến hôm nay chúng ta có rất là nhiều tài liệu tham khảo, mà ở đây chúng tôi chỉ nhắc tới cái cuốn đó là bởi vì lý do đơn giản thôi, đó là cái nội dung của nó tương đối mềm mềm, không có đến nỗi là khô khan hoặc là quá sâu quá rộng, mà nó tương đối là nó bình, nó được trình bày một cách không lấy xài với bình dân, anh thì nó kỳ nhưng lại cái là cái cách nói dành cho đại chúng, đại chúng không chuyên. Thì theo chúng tôi thì quý vị nên có cái quyển đó, nên có quyển đó. Và cũng nói thiệt luôn là hiện giờ nói rằng quyển đó của chúng tôi in, nhưng mà thật ra nó là cái tiền in đó nó đã có đủ rồi, và chỉ riêng cái chuyện phát hành ở Mỹ là đủ rồi, chúng tôi đã lấy lại cái vốn để tiếp tục in cuốn 3, cuốn 5, cuốn 8 tiếp tục, đủ rồi, không có cần nữa. Nhưng mà bây giờ trước mắt á là thí dụ như ở trong nước phát hành á, thì nếu mà chính tay chúng tôi trao cho các vị Phật tử thì có lẽ chúng tôi không có lấy tiền nữa, đủ rồi, chúng tôi lấy ở Mỹ thôi, không lấy ở chỗ khác. Nhưng mà nó khổ một chỗ đó là chính vì không có tự tay mình đưa, cho nên có rất là nhiều người họ không cần mà họ vẫn lấy, họ không cần mà họ vẫn lấy, mà đôi khi có những người họ cần mà họ không có. Cho nên đây là cái lý do mà chúng tôi băn khoăn rất là nhiều, cứ nghĩa là bây giờ mình thông báo mình cho không ấy, thì sẽ có rất là nhiều người không cần mà họ cứ ngứa tay họ lấy thôi, họ lấy về rồi họ đi họ lót nồi, lót nồi là đỡ, mà lót ngồi mới thảm. Cho nên là cuối cùng thì chúng tôi có hỏi ý một số vị thân cận đó, thì họ nói là cứ phải sòng phẳng thôi, để ngừa cái trường hợp mà người ta không có cần mà ta vẫn lấy, thì mình không có đủ sách để mình cho đâu. Còn những người nào họ xứng đáng có đó, mà họ có nghèo đó, thì chẳng thà họ cắn răng họ bỏ tiền ra đó, nó ít có đau bằng cái chuyện là mình in cho đã rồi mình để mình cho không, rồi người ta về nó lót nồi hoặc là lót ngồi đó thì thảm lắm. Mà cái trường hợp đó thì tôi biết rất là nhiều. Ở bên chẳng hạn như bên Tampa thì có rất là nhiều chùa, hoặc là có rất là nhiều cư sĩ, có những tu sĩ tăng ni nữa, người ta in sách xong rồi người ta cũng phát tâm bồ đề, người ta gửi cho các chùa, mỗi chùa cũng thùng vậy đó. Mà nhiều khi người ta chỉ có lòng người ta gửi rồi thôi, chứ người ta không biết mình có đọc hay không. Thì cứ tôi về chùa là tôi thấy chất cả núi vậy đó, hết thùng này qua thùng khác. Ăn thùng thì của chùa Quan Nghiêm, chùa Quan Âm, chùa Phổ Hiền, chùa Đạo Quang, rồi chùa Liên Hoa, ví dụ như vậy. Cứ mỗi chùa gửi những thùng vậy đó, hoặc là những người cư sĩ. Thì chúng ta nhìn chúng ta hơi chạnh lòng, chứ tôi nghĩ thì đúng rồi, mình in thì mình ấn tống là tốt, nhưng mà nó khổ chỗ là bây giờ người ta không cần mà mình cũng phải cho đó, thì tiền đâu mà chịu nổi. Mà cái mà thảm nhất đó là kinh mà in là thả trôi nổi trong dân gian, thấy cũng đau lòng quá đi. Cho nên thì tôi nghĩ là phải chịu thôi. Còn các vị hỏi tôi tại sao không đưa lên free, nó cũng có lý do, là bởi vì chúng tôi cũng phải cần tiền để chúng tôi sinh hoạt chứ. Chúng tôi không có chùa, chúng tôi chỉ chủ trương đi theo cái con đường của một số vị sư Tây Phương. Đó có nghĩa là có những vị sư Âu Mỹ bên đây họ không có chùa, họ ở một cái căn hộ apartment nhỏ nào đó ở London hoặc Paris vậy đó, rồi họ viết sách, rồi họ in sách,
Và chúng ta cũng biết là kể cả Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh của Làng Mai đó, thì Hòa Thượng có một lượng sách rất là lớn. Chứ hạn như chúng tôi về Berlin của Đức, chúng tôi vô mấy nhà sách đó, chúng ta thấy của riêng ngày Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, là mình thấy nó là một sải tay đó. Tức là sách Hòa Thượng bằng tiếng Đức thì người ta dịch cho tiếng Đức là cả sải tay này đó. Thanh Tịnh Đạo, cả sải tay vậy đó. Kinh Phật ở trong mấy nhà sách lớn của Đức và của Thụy Sĩ là rất nhiều, rất là nhiều. Đó là cũng là điều đáng khích lệ. Bởi vì đó là những cái họ Pali Text Society của London. Sách của họ in ra đó thì rất là đặt tiền, một cuốn rất là mỏng, khoảng chừng 100 mấy 200 trang. Họ sẵn sàng họ cho một cái giá là 30-40 đô la thì tôi thấy hơi ác. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, là bởi vì họ phải cần có kinh phí họ xây sở chuyện khác. Ví dụ như họ cần đến họ, chẳng hạn để giải quyết vấn đề nhân sự thì có nhiều khi phải cần đến tiền, thì trong trường hợp đó họ bắt buộc họ phải có một cái ngân quỹ, chứ không thể nào cứ ngửa tay xin người ta hoài. Nói gì thì nói, chứ mình bán sách nó không có kỳ bằng mình ngửa tay đi xin. Cứ đi quyên hoài nó kỳ lắm, cứ lên online cứ đi quyên. Mỗi lần tôi là tu sĩ rồi, mỗi lần tôi thấy người ta quyên tiền tôi khó chịu lắm. Chỉ vì các vị có quyền nghĩ là tôi như thế nào đó mà tôi khó chịu thì tùy, nhưng mà riêng bản thân tôi thấy cái chuyện đó nó phản cảm lắm. Tôi nghĩ thôi bây giờ thà là bán sách thì vẫn tốt hơn. Chỉ vậy thôi, chúng tôi xin phép lặp đề một chút nha, là nãy giờ có bao nhiêu đó thôi. Có nghĩa là có lẽ quý vị nên có quyền đó, nó cũng đỡ cần cho quý vị mà cũng đỡ cần cho tôi. Chẳng hạn như sáng nay chúng ta học về cái phẩm nhân duyên ấy. Cái này đó, nếu mà nói cho nó tới nơi tới chốn thì tôi phải nói một điều, đó là chỉ có vị chánh đẳng chánh giác mới hiểu tới nơi tới chốn lý duyên khởi thôi. Tới nơi tới chốn là sao? Có nghĩa là ngày tự mình hiểu lý duyên khởi đủ để thành Phật, mà đồng thời hiểu để mà đủ hiểu để thuyết giảng trình bày phân tích vô số, chúng ta phải đánh chữ vô số cách cho vô số căn cơ khác nhau. Cái điểm này thì sinh văn không, sinh văn là đệ tử của các ngài, đệ tử chư Phật là nổi trong một trình mực nào đó thôi. Vì vậy vì trên đẳng giác thì cái giáo lý chuyển thể ngài có vô số cách để ngài trình bày. Thí dụ như thì chúng ta biết rồi, giáo lý chuyển thể là nói về cái dòng sinh tử của mình được bắt đầu như thế nào hả? Thì cái công thức mà nổi tiếng nhất, mà mình thường gặp nhất, đó là do vô minh trong tứ đế cho nên mới tức là không biết tứ đế là gì, nó mới dẫn đến ba cái hướng sống mà mình gọi là ba hành đấy. Vô minh duyên hành là từ cái hành nó dẫn đến thức, là thức thái tục thế. Thức duyên danh sắc là danh sắc thời thái tục, rồi từ cái danh sắc thái tục nó mới tạo ra cái danh sắc, rồi nó tạo ra lục nhập là sáu căn, từ sáu căn nó mới có duyên cho xúc, xúc cho thọ. Cái đây là một công thức rất là nổi tiếng, nhưng mà rất là nhiều người hiểu lầm, cứ hình dung nó là một cái đường thẳng thôi, hình dung nó là một đường thẳng thì kẹt lắm, nhà kẹt lắm. Thì để rõ cái vấn đề này đó, chúng ta chỉ có một cách chúng ta tham khảo thêm. Chỉ còn nếu mà nói về giáo lý duyên khởi mà trong một cái khuôn khổ buổi giảng như thế này đó, thì tôi phải nói rằng tôi nói từ đây trở đi đúng 12 tháng mà lòng tôi cũng chưa thấy thỏa mãn nữa. Chỉ riêng cái phẩm này thôi đó, giảng đúng 1 năm 12 tháng 365 ngày thì lòng tôi cũng chưa thỏa mãn. Nhưng mà như vậy thì chết rồi, đã quên một lớp học chỉ lấy cái tên là giáo lý duyên khởi hay sao? Cho nên ở đây chúng tôi chỉ trình bày rồi một phần thôi, một phần thì quý vị về đọc thêm. Thì trước mắt chúng tôi chịu trách nhiệm, chúng tôi giới thiệu quyển nào thì chúng tôi chịu trách nhiệm quyển đó, đó là quyển giáo lý quyển triết học Atidam. Tập 1 thì nói về cái Atidam sơ học, tức là căn bản. Thì cái tập 2 chúng tôi vừa in xong thì nói về nghiệp lý, cái vấn đề nghiệp lý và vấn đề tái sinh của Phật giáo Nguyên Thủy. Và trong đó có một cái chương nói về cái sự phát triển của Phật giáo hậu thời thông qua cái sự phát triển của giáo lý Atidam qua các bộ phái. Thì tôi nghĩ rằng bà con nên có quyển đó, mà tôi không rõ là những vị trong rung này ở trong nước hay ngoài nước, và nếu mà ở trong nước thì quý vị có thể liên lạc với
như là với ai này, những ý kiến của ai này. Ở trong Facebook thì có một người, mà trong đây thì không thấy, trong đây thì không thấy. Cứ vào Facebook đánh chữ Nguyễn Quốc Bình ha, Nguyễn Quốc Bình. Còn nếu ở hải ngoại đó thì có lẽ là các vị phải liên lạc về chùa Thêm Bạc. Chỉ có một cách đó thôi, chỉ có liên lạc về chùa Thêm Bạc. Thế thì chờ cho một giây thôi, chờ một giây, chỉ một giây thôi. Nó có một cái chuyện mà tôi phải tin. Có một chuyện mình phải tin thôi, nhiều khi nó làm nó có một cái thế lực vô hình nào vậy đó. Mỗi lần mình cần làm cái gì đó. Dạ rồi, có rồi. Mình cần làm cái gì đó thì nó có những cái chứng duyên nó đặc biệt là. Alo, các vị còn nghe không? Các vị có nghe không? Dạ rồi. Cái cuốn mà Nam Kinh Môn là cuốn 1. Còn cái cuốn 2 đó là cái cuốn tôi nói thật với các vị, tôi cũng chẳng nhớ cái tựa của nó. Tìm hiểu triết học A Tỳ Đàm hay là triết học Phật giáo gì đó. Một trong hai cái tựa đó. Dạ. Rồi. Bây giờ thì để khỏi phải làm mất thời gian quý vị, tôi đi vào chánh kinh ha. Thì ở trong cái nội dung kinh ấy, chú giải nói rằng có trên đời này nó có bốn hạng chúng sinh nè. Cái hạng thứ nhất là Ukkati-ta-nhu, có nghĩa là nghe qua một câu đã chứng đạo. Cái hạng thứ hai đó là Vipanchi-ta-nhu, nghe giải thích rộng rãi mới chứng đạo. Cái hạng thứ ba đó là hạng này vô, phải được hướng dẫn cặn kẽ qua năm dài tháng rộng mới chứng đạo. Đó. Rồi cái hạng thứ tư là ba đá ba ra một, tối đa chỉ có thể thành người nguyên bác về lý thuyết. Không phải, tức nghĩa là trong đây mới nói cho mình biết là có bốn cái hạng người trên đời như vậy đó. Cái hạng thứ nhất là Ukkati-ta-nhu, có nghe qua một câu đã chứng rồi. Rồi cái hạng thứ hai là Vipanchi-ta-nhu, là nghe giải thích rộng rãi thì mới chứng đạo. Cái hạng thứ ba là hạng Niyo. Cái chữ ta-nhu á, hai chữ ta-nhu á là mình có hai dấu ngã ở trên hả? Có hai dấu ngã trên. Nhu là người hiểu biết á, Ukkati-ta-nhu nghĩa là nghe một câu là chứng rồi. Giống như ngài Xá Lợi Phất á, ngài nghe ngã sẽ chí nói một câu là chứng, thì ngài là cái dạy cái hạng người là Ukkati-ta-nhu. Rồi cái hạng thứ hai là Vipanchi-ta-nhu, có nghĩa là cái hạng thứ hai đó là coi như là chậm hơn một chút, dễ hơn một chút. Chậm hơn một chút, dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Cái hạng thứ nhất là Ukkati-ta-nhu, tức là chỉ là nghe một câu thôi. Yeah. Còn cái hạng thứ hai đó là phải được giải thích rộng rãi. Thì ở đây mình thấy trong cái phẩm nhân duyên này đó, nó có bắt đầu bằng hai bài kinh. Cái bài đầu tiên đó, rất là ngắn gọn. Này các vị kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về giáo lý duyên khởi. Đây là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Chỉ nói như vậy không giải thích gì thêm hết. Vậy đó mà các vị tỳ kheo nghe xong bài đó đắc quả A-la-hán hết. Đắc quả A-la-hán hết. Thì đạo chú giải mới nói rằng cái bài kinh đầu tiên này là giảng cho cái đối tượng là các vị tỳ kheo mà thuộc cái hạng thứ nhất, đã Ukkati-ta-nhu. Rồi cái bài tiếp theo á, cái bài tiếp theo đó, cái bài kinh tiếp theo đó, cái bài kinh tiếp theo á, cái bài mà có cái tựa đề là thuyết pháp đó, cái bài đó là dành cho các hạng tỳ kheo gọi là tốc trí. Cái hạng thứ hai, cái bài kinh thứ hai là bài kinh phân biệt á, thì dành cho các vị tỳ kheo Vipanchi-ta-nhu, có nghĩa là chậm hơn một chút, chậm hơn một chút. Chữ nay vô n e chứ không phải là a nhé, n e nay vô. Cái hạng thứ ba đó là phải được hướng dẫn cặn kẽ. Rồi về thí dụ như là trong đây nó rõ, thí dụ như bây giờ là cho họ xuất gia, rồi dạy họ đắp y mang bát, rồi đi đứng sinh hoạt làm sao cho nó phải phép, cho nó hợp luật. Từng bước như vậy, rồi hướng dẫn họ cái cách mà vô trong sống hạnh đầu đà, vô rừng sâu núi thẳm, vô trong nghĩa địa tha ma, rồi thì sống ly dục tri túc, rồi từ bỏ những quan hệ mật thiết với cư sĩ,
rồi không có đi sớm về khuya, nghe giải từng điều cuối cùng là đó. Thậm chí trong kinh kể có những vị tỳ kheo mà họ tinh tấn đến mức mà mùa đông đó, mùa đông đó, đêm những cái đêm tối mùa đông đó, họ xuống những dòng suối đó, họ ngâm nửa người dưới cỏ trên, họ lấy cái cỏ khô họ nhúng nước họ đội lên đầu đó, cho đừng buồn ngủ để mà hành thiền. Có những vị tinh tấn như vậy, có những vị tinh tấn như vậy suốt 12 năm mới chứng quả là hết. Rồi các vị biết đó là cái nhiều cái chuyện mình chỉ nghe nói thôi, mình không thấy nó khổ. Chứ cái hạnh khất thực của chư Tăng đó, nó khổ đoạn trường đi. Bởi vì phải nói đó là người nói rằng các vị đừng có buồn chứ. Như cái đồ khất thực mình không biết, người ta cho mình ăn đồ dơ, sạch mình đâu có biết. Mỗi người có một cái cách bảo quản thức ăn riêng. Có những cái nhà mà chuột cái giá nhiều lắm mà họ đậy rất là sơ sài. Rồi có tới giờ mình đi ngang thì họ cứ là múc rồi ra để cho bác. Mình chưa kể trong nhà có trẻ con, có người già, có người lãnh. Họ dọc, họ làm dơ gì trong đó mình đâu có biết. Rồi cái chủ nhà cái móc, cái múc nó đem ra để bát cho mình ăn. Rồi trong đó rồi đồ nguội lạnh, rồi tanh hôi, rồi nước cốt dừa, dầu mỡ tùm lum hết. Những thứ đó mà hàng xuất gia phải chịu hết, phải ăn, phải ráng, mà nuốt. Tôi chú giải nói đó là trong cái buổi ăn đầu tiên trong đời xuất gia của Bồ Tát Tất Đạt đó. Tức là khi mà ngài nhận cái bát thức ăn rồi đó, mà ngài ngồi với ngài nhìn đó, đó là ngài nghe lẩm thiên sống. Ngài mới không ăn con cái muỗng nĩa mà ăn bằng tay. Ngài mới vo tròn một miếng, trộn hết các thứ lại, ngài vo tròn miếng, ngài mới vừa để vào miệng là ngài đã muốn mửa rồi. Ngài không có quen nha. Nhưng mà ráng nuốt, ráng nuốt. Cho nên nếu mà đúng ra đó thì phải nói là cái nếu mà tu đúng đó, nếu mà tu đúng theo cái hạnh xuất gia nguyên thủy đó thì không phải chuyện giỡn. Bây giờ nói ra cái này là sốc dữ lắm nè, nhưng mà không thể không nói, vì mình không nói chúng cũng nói chửi rồi. Cho nên thôi cả trong nội bộ nói thiệt luôn nha. Nếu mà đúng đó, mà tu đúng cái Phật giáo nguyên thủy mà đúng đó, tôi chỉ đúng là tôi nhấn đi nhấn mạnh đi lại mấy lần đó. Nếu mà tu đúng chỉ cần bây giờ cấm không cho giữ tiền ha, cấm không cho tiếp xúc thoải mái với cư sĩ thì cái số lượng mà tăng chúng sẽ giảm còn 1/10 thôi. Nếu mà tu đúng, nghĩa là chỉ cần bây giờ anh cạo đầu rồi, anh phải ôm bát và anh không được quyền nhận tiền, anh không được quyền sở hữu tài sản cá nhân, ha? Anh không được quyền tiếp xúc cư sĩ thoải mái, ha? Không có vụ mà học trò, đệ tử, rồi bạn bè, thân quen, rồi hỗ trợ cá nhân, vân vân vân. Nguyên gọi là đúng nguyên thủy thời Phật thì tăng chúng trên toàn cầu chỉ còn là 1/10 thôi. Tôi nói mạnh chỗ này vì tôi đang giảng về cái hạng ni vô, nghĩa là nó khó. Cái hạng thứ ba là cái hạng phải được hướng dẫn cặn kẽ là vậy đó. Rồi cái hạng thứ tư đó là cái duyên không đủ, một là duyên không đủ. Ở cái hạng thứ tư là phải giải thích cho anh phân tích không hiểu. Hạng thứ tư gồm hai trường hợp không đủ phước duyên hoặc có đại nguyện gì đó. Đó, cái hạng thứ, cái hạng thứ tư đó nha, nhớ cái hạng thứ tư đó. Hạng thứ tư là cái hạng mà Bada Paramo, chữ Bada có nghĩa là từ chương hay là chữ nghĩa, Paramo là tối đa. Bada Paramo có nghĩa là hạng này tối đa là chỉ ở mức từ chương thôi, ở mức mọt sách thôi. Hạng thứ là tối đa là mọt sách, tối đa là ở trình độ từ chương thôi, tối đa là ở mức lý thuyết thôi. Cái chữ đó dịch sát nghĩa là vậy đó. Đó, thì cái hạng thứ tư thì nó gồm hai trường hợp, một là không đủ phước duyên, hay là có cái đại nguyện gì đó, thí dụ như đạo sĩ Xá Lợi Phất tiền thân ngài Xá Lợi Phất hoặc đạo sĩ Su-mê-tha tiền thân Bồ Tát đó, thì đạo sĩ Su-mê-tha và hoặc là đạo sĩ Su-mê-tha là cả hai vị này lúc mà gặp Phật quá khứ đó, thì cả hai vị đều có khả năng chứng quả là hết cả hai vị. Nhưng mà vì có cái đại nguyện riêng, một vị thì nguyện trở thành chánh đẳng giác, một vị thì nguyện trở thành đệ nhất tinh văn, đệ nhất trí tuệ, cho nên là tối đa là cũng chỉ là về mặt lý thuyết thôi, chứ không thể chứng đạo được. Trong khi đó, đó là những cái người được cái hạng thứ hai đó là họ không chứng, không phải là vì đại nguyện gì hết, mà vì họ không đủ phước duyên. Phải nhớ cái hạng thứ tư đó nha, nhớ nha. Một là không đủ phước duyên hoặc là có đại nguyện gì đó,
thì họ đã thuộc cái hạng thứ tư. Rồi bây giờ tôi chỉ giảng cách vắn tắt thôi ha. Làm ơn viết giùm tôi cái công thức này nha. Do không biết tứ đế là gì nên kẻ phàm phu chọn một, thêm thể thêm cái câu nữa, tùy sức, thêm cái tùy sức nữa, tùy sức chọn một trong ba hướng sống gọi theo từ chuyên môn là ba hành. Đó, mà ba hành ở đây á, nó có nhiều cách nói. Cách nói thứ nhất á, ba hành ở đây á, trong chính kinh nó có hai cái cách giải thích. Cách thứ nhất á hả, là thân hành, khẩu hành, ý hành. Rồi cái cách nói thứ hai đó, đó là phi phúc hành. Cứ biết là tôi, rồi cái phúc hành, để biết gìn, biết gìn bà con để còn không quên. Phi phúc hành, bất động hành. Rồi à, cái hành đây có hai trong chính tạng nghĩa có hai cách. Đó là do bây giờ tôi xin hỏi lại là trong rung nó khổ một chỗ là tôi không biết những người trong rung theo dõi có từ đầu hay là tự nhiên buồn buồn cứ nhảy ra nhảy vô con cò xanh nhảy quanh hòn đá đó là tôi sợ lắm. Cứ bữa vô bữa không, cứ bữa trồi bữa sụt nhé. Thì nó khó theo dõi ha. Đó là có đó là lý do mà từ lâu tôi nản, tôi không muốn vô rung rung vô thoát vào chỗ đó. Mình không thấy mặt ai là ai hết. Nó mở rung xong rồi là cứ trùm mờ đi ngủ ngáy như sấm, hoặc là ngồi đánh bài tứ sắc, hoặc là chơi game. Mình đây mình là công như sống, sống như sườn mà mình giảng. Mà giảng sơ sài đó thì một là lòng không yên, hai là trúng chửi. Mà hay là giảng chi tiết á thì coi như là nó mất cái công quá sức đi. Không biết bà con còn nhớ cái định nghĩa về vô minh trong tứ đế không ta? Thôi ôn lại chút rồi ha. Ôn lại chút rồi. Vô minh trong tứ đế có nghĩa là sao? Thứ nhất là vô minh trong khổ đế. Vô minh trong khổ đế là không biết. Chịu khó nghe giảng cái này chưa đủ rồi, mấy bài kinh sau mình đi một cái rét nha. Là không biết mọi hiện hữu là khổ. À, vô minh trong tập đế là không biết mọi ham thích là nguồn khổ. Thứ vô rồi cái thứ ba là vô minh trong diệt đế là không biết có một cứu cánh chấm dứt khổ đế. Mở một lần vô dư niết bàn nhé, và chấm dứt tập đế hữu dư niết bàn. Mình không biết, mình không biết cái đó. Rồi vô minh trong đạo đế là không biết lý tưởng bát chánh đạo là con đường. Ở đây quý vị không biết, quý vị có để ý không? Không biết quý vị có để ý chỗ là tôi để cho lý tưởng chứ tôi không để là bát chánh đạo, mà tôi để là lý tưởng bát chánh đạo. Bà con phải để ý cái chỗ đó, nó hơi lạ rồi ha. Cái này, để ý cái chỗ đó. Tôi không thể nói nhiều về tôi, nhưng mà trong chỗ này bắt buộc phải cho tôi nói một câu dễ ghét là tôi xài chữ rất là kỹ nghe, tôi xài chữ rất là kỹ. Rồi tại sao mà tôi không kêu là bát chánh đạo mà tôi kêu là lý tưởng bát chánh đạo? Có nghĩa là cái tinh thần nhé, cái tinh thần thôi. Là bởi vì có trường hợp mình nói cái con đường tu nó nằm trong con số 8. Có lúc bát chánh đạo là số 8, có lúc chỉ là số 3, rồi số 1, rồi số 2, rồi số 7, rồi số 5, rồi có lúc là số 6, và rồi sao nữa, vân vân. Cho nên cái lý tưởng này, đây tôi nói lý tưởng này, còn cái cách trình bày rồi cái trong thực tế hành trì nó còn giống nhau. Số 8 là bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, mà cái này mình chỉ riêng giải thích cái chữ thì chánh kiến là lồi con mắt. Nhưng mà không thể không giảng. Cho nên tôi mới đề nghị bà con là phải có được bằng được cái quyển A Di Đà thôi. Chứ còn mà giảng cái này mà tôi chỉ sáng nay mà tôi giảng riêng về cái vụ người vô minh không đó là đã hết giờ của sáng nay. Nhưng mà không thể không giảng ha. Thì trước hết
Bây giờ ví dụ mình số 3, số 7, số 8 mình dẹp đi, lát của tình nó ra thì tôi nói dụ trước hết cái vô minh trong khổ đế đó. Mình không biết rằng mọi hiện hữu là khổ có nghĩa là sao? Thứ nhất là cái gì trên đời này cũng do duyên mà có. Rồi có hễ mà có rồi đó thì nó phải vô thường. Hễ có sanh ấy thì nó phải có tử. Hễ nó có khổ ấy, thì nó phải có lạc. Mà hễ nó có lạc ấy, thì dứt khoát 1000% là nó sẽ phải có khổ. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Chính vì cái chỗ này nè cho nên mới nói mọi hiện hữu là khổ. Nhớ nha. Thứ nhất là mọi thứ ở đời này nó phải do duyên mà có. Phải một cái. Có rồi thì phải có lúc nó bị vô thường thay đổi. Đó. Rồi phải một cái nữa. Hễ có khổ lạc ở đâu thì mình biết khổ nó nằm kế bên đó. Bởi vì khổ maximum, khổ hết ra thì sẽ qua gà lạc, mà lạc, lạc là sung sướng đó. Mà sung sướng mà hết sức rồi nó sẽ qua khổ. Nó hai cái ông thầy này đó là không cách nào mà rời được nhau hết. Không cách nào rời được nhau nha. Hễ còn trong dòng sanh tử luân hồi thì hai ông này là không có rời nhau được. Nó hai ông này cái quan hệ của ổng giống như cái quan hệ giữa cái bàn tay mở, giữa cái nắm tay và cái bàn tay vậy đó. Các vị cứ nghe kịp không? Các vị cứ học tiếng Việt, các vị còn nhớ cái nắm tay và cái bàn tay không? Cái bàn tay xòe ra đó và bàn tay nắm lại thì nó cũng là một bàn tay đó thôi. Nhưng mà lúc thì mình kêu bàn tay xòe, lúc mình kêu bàn tay nắm, lúc kêu là nắm tay, và lúc kêu bàn tay. Thì mình nghe nói bàn là mình hình dung là nó mở rồi nha. À, mình nghe nói cái chữ bàn là mình hình dung nó mở rồi. Còn cái nó nắm là mình biết nó siết. Thì cái nắm và cái mở này nó chỉ là một cái một món một thôi nha. Mà lúc về lúc khác. Cho nên là chuyện đầu tiên là mình phải hiểu là mọi hiện hữu là khổ. Mà chính vì không hiểu cái này nè, cho nên nó mới nảy ra cái thứ hai, cái vô minh thứ hai. Đó là cái vô minh về tập đế. Mình không có biết được mọi hiện hữu là khổ. Cho nên khi mà bị khổ đó, mình mới tìm cách mình giải quyết. Mình giải quyết bằng hết cách này qua cách khác. Mình giải quyết toàn là bằng cái mình thích thôi. Thì mình đói quá mình kiếm cái mình ăn, mình khát mình uống, nực thì làm cho nó mát, mà lạnh thì làm cho nó ấm. Nhưng nhớ thì tìm cách gặp mặt, mà chán ghét thì tìm cách chia tay. Cứ như vậy suốt cái dòng sinh tử mình cứ đi đắp đổi, mình giải quyết cái ghét bằng cái thích. Cứ như vậy, cứ giải quyết cái thích bằng cái ghét. Mà mình không biết rằng, xin lỗi, giải quyết cái ghét bằng cái thích chứ. Mà mình không biết rằng cái thích đó nó là cái gốc của các khổ. Chính điểm này nè, cho nên mới gọi là vô minh độc tập đấy nha. Có người nào, tức nghĩa là vì mình cứ tưởng là làm trâu làm chó mới khổ, chứ làm người với làm chư thiên sướng. Nhưng mà mình quên rằng là cái con trâu, con chó, con heo, con bò nó khổ thì cái kiểu mà làm thân nhân loại hay là chư thiên phạm thiên thì mới khổ kiểu khác, chứ đâu phải là lên đến hết khổ. Bởi vì sao? Vì một cách căn bản nhất là có sanh ra là phải có chết đi, rồi nội bao nhiêu đó là thấy nản rồi đó. Mà mình không thấy, cho nên mình cứ mong hãy ngay trong đời này mình cứ mong mình hưởng cái này hưởng cái kia, còn không có được mong được sanh về cõi này sanh về cõi nọ. Cho nên đó là mình hãy khi còn mong như vậy thì mình còn có cái tạo tác thiện ác, và hãy còn có tạo tác thiện ác thì còn có tái sinh. Mà tưởng sao đi sanh về cõi cao nhất, sống hết tuổi thì nó cũng tụt trở xuống nữa. Phạm thiên cao nhất đi nữa thì cũng trở về với cái cảnh xa đọa như cũ này, cứ vòng. Cho nên theo trong Tỳ Bà Sa nói đó, thì cái ông Út Đất Cách Aramanutta, thầy dạy thiền chỉ cho Bồ Tát Chi Ta Tất Tất Đạt, nhé, tầng phi tưởng, hiện đang trên cõi vô sắc, phi tưởng, sau này mãn thọ trở xuống sanh làm người một kiếp, rồi
đó làm chồn, khổ chưa? À, đó làm chồn, con chồn á, biết con chồn không? Con chồn con cáo á, con chồn con cáo à. Mà tại sao từng đó phải nói cho mình biết cái chuyện này để cho mình sợ à? Đúng, phải nói cho mình sợ là có nghĩa là một cái người mà coi như tu hành ghê gớm như vậy đó, tưởng sao lên tới trển rồi thì hết tuổi thọ rồi phải trở xuống thì cũng phải làm cái con này con kia thôi nghe. Cho nên cái người mà trí mà thấy được sợ, sợ chỗ đó. Các vị có thể hỏi tôi gì chứ, tôi lấy lý do gì tôi tin Phật, tại sao tôi phải tin Phật, rồi tôi dựa vào đâu mà tôi tin có cái chuyện đầu thai tái sanh mà để mà tôi sợ, để mà tôi có một cái nhận thức về tứ đế như là sư đề nghị. Thì tới đây tôi chỉ trả lời câu vắn tắt thôi, tôi đọc sách hơi nhiều ha, và tôi phát hiện ra cái điểm này. Các vị cho tôi nói thiệt câu nha, tôi có đọc kinh Koran, tôi đọc bản tiếng Việt á, bản tiếng Việt in bên Mỹ, tôi có đọc thánh kinh, tôi có đọc kinh Koran ha, tôi có đọc hai cái quyển mà gọi là thánh, mà gọi là chánh tạng giáo, đó là Nam Quan Kinh của Trang Tử, cái Đạo Đức Kinh của Trang thánh, đọc Lão rồi Trang rồi Lương Dương Tử rồi Liệt Tử rồi Thánh Kinh rồi Cô Đăng rồi, rồi tôi cũng có đọc cái Cao Đài, rồi tôi cũng có đọc Hòa Hảo, rồi tôi cũng có đọc cái giáo lý thành học của bên Tinh Lành, rồi thành học của bên Cơ Đốc. Tôi xét thấy là nếu mà mình không có phải là Phật tử, mình không phải là người tin Phật, nếu tôi không phải là một tu sĩ Phật giáo, thì theo tôi nghĩ đó, nếu tôi không phải là người tu sĩ Phật giáo, tôi không phải là tín đồ Phật giáo, thì cũng phải nhận rằng cái lý thuyết của Phật giáo nguyên thủy vẫn đáng để mình bận tâm nhất. Chỉ vậy thôi, ít ra nó cũng là tài liệu tham khảo. Chứ còn mình đọc mấy bia rồi mình thấy là không lẽ mình chú xảy cái tiểu tết quốc thì nó kỳ quá. Nhưng mà nó là mở ngoặt, tôi nói điểm này vì tôi cũng ngờ rằng trong râm có nhiều người không phải là Phật tử ha, hoặc là Phật tử kiểu mà tào lao á, có nghĩa là bà ngoại đi chùa rồi má đi chùa, hả má đi chùa thì mình đi chùa đó, có cái thứ đó được là thứ tào lao, nghĩa là đi mà không có cái lý tưởng giải thoát, không có thấy sợ đó. Không phải là cái hạng mà Đức Phật ngày gọi là Bát Ra Lô Cá Thái Giá Dasavi, tức là kẻ biết ưu tư khi nghĩ về đời sau kiếp khác. Đó gọi là Paraloka là đời sau kiếp khác, còn Phayadasavi là biết ưu tư. Phayadasavi là biết sợ đó, tôi biết thấy sợ đó, nhưng mà ở đây tôi không có dịch là thấy sợ, tôi dịch là ưu tư. Kẻ biết ưu tư khi nghĩ về đời sau kiếp khác. Thì cái đó tôi mới gọi là cái người mà cầu đạo giải thoát. Còn cái kiểu mà đi thì theo cái kiểu mà gia đình á, và đi trong gia đình có người đó giờ mình không có biết đạo, ghét thầy chùa, ghét đầu trọc, rồi cái đó hồi trong nhà có người chết thì cái mình mới đi rước tăng ni về, rồi sau đó sẵn cái trớn mà cúng bảy cái thất đó rồi cứ đi chùa luôn. Mà có rất là nhiều người đến với đạo là do bạn rủ, tết á, mới đi đâu có đi cúng thập tự, cũng thấy sư cũng hiền hiền, thấy bà sư cô cũng dễ mến, thấy cái chùa nó cũng yên tĩnh, rồi cái từ đó đến thành Phật tử luôn. Cho nên cái nhân duyên đến cái chùa đó là có nhiều lắm, có người đến chùa nhờ cái chuyện tang sự ở trong nhà, có người đến chùa là vì cái chuyện mình đi chơi với bè bạn, có người rủ rê, có người đến chùa là bởi vì cái truyền thống gia đình, ông ngoại bà ngoại ba má đi thì mình cũng đi luôn, đi hồi nhỏ. Rồi có người đến với chùa là bởi vì một cái cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với tăng ni, có người đến với chùa là bởi vì có một lần nào đó tình cờ đọc được cuốn sách, có người đến với chùa là vì một lần thất cơ lỡ giận nhé, rồi không biết đi đâu cái đời máu lệ tràn đầy phá mắt mà ngàn đau thương trút hết về chùa, thì cuối cùng trả lại chùa thành Phật tử nào không hay. Đại khái thì cái thứ đó tôi kêu là Phật tử tào lao, tử tào lao nghĩa là Phật tử không có một lý tưởng giải thoát gì hết. Chứ còn mà mình có dễ vui, mình có cả chớn cả nào nên mình cũng nhớ một điều thôi, không lý nào mình ở trên trời mình rớt xuống một dưới đất mình chung lên, mình sống mấy chục năm rồi thế mình mất tiêu như một làn khói, không lý nào nó đơn giản như vậy hay sao hả? Không lý nào, chỉ một cái suy nghĩ đó là đủ để cho mình trở thành người Phật tử rồi hả? Không lý nào mình có mặt trong cái cuộc đời này một thời gian ngắn ngủi rồi mình ra đi như một làn khói,
không để lại dấu vết gì sao hả? Cho nên mà sao tôi giảng mà tôi nhìn mấy cái mặt cười, sao tôi nhìn tôi thấy ghét quá ta. Cười là ok, mình đổ xanh là mình không bận tâm tới chúng sanh. Cho nên là cái hạng thứ ba đó, cái trường hợp thứ ba đó là vô minh, là vì không biết rằng có một cái cứu cánh mà chấm dứt khổ và tập. Rồi cái trường hợp thứ tư đó là vô minh trong đạo đế, có nghĩa là không biết rằng đấy, cái lý tưởng mấy cái đạo là con đường hết khổ. Tôi nhắc lại một lần nữa, người không có niềm tin thì thôi, người không có niềm tin thì thôi, nhưng mà nếu mà có người có một chút niềm tin, là biết ưu tư thì nghĩ về đời sau kiếp khác, thì phải thấy rằng là cái lý tưởng bất chánh đạo là một cái lý tưởng sống rất là khoa học. Là sao? Lý tưởng này dạy ta biết bản chất nhân duyên và phù du của đời sống qua cái gọi là chánh kiến. Mà chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy nghiệp lý và tam tứ. Chỉ riêng cái chánh kiến người ta đã thấy phe rồi. Chỉ riêng cái chánh kiến là đã thấy phe rồi. Thấy nghiệp lý và tam tứ, chỉ một cái chánh kiến thôi nha, là mình đã thấy quá phe rồi. Cho nên cái thứ nhất là cái lý tưởng này nè, dạy cho mình cái bản chất nhân duyên và phù du của đời sống. Rồi thứ hai, cái tinh thần nhé, tinh thần nhé, tinh thần bất chánh đạo ấy, dạy ta sống chân mực hơn. Mà cái kiểu sống ấy, mà kiểu sống không để lại hối hận. Đó. Thứ ba, cái tinh thần bát chánh đạo dạy ta sống tỉnh thức, vì mọi đau khổ trên đời đều đi ra từ sự manh động, mù quáng, rồi cái gì nữa, thiếu tỉnh thức. Đó, cái tinh thần của bản chánh đạo dạy mình mấy cái này. Từ hồi nãy mình cứ làm những lý tưởng đó. Cho nên dầu nói đó là tam học cũng được. Bây giờ quên hồi nãy, tôi nói cái gì ta? Hồi nãy tôi nói cái tinh thần bát chánh đạo rồi, nó được thể hiện qua mấy con số, đúng rồi. Nói bát chánh đạo là số 1 á, là sao? Là không dễ ngươi appama đó. Rồi số 2 là gì? Là chỉ và quán hoặc tu thân và tu tâm hả? Rồi cái số 3 đó là tam học với định tuệ hả? Đúng đó, là hiểu và sống trí tuệ trong trong 4 đế hoặc 4 niệm xứ. Đó, số 4 đó. Còn cái số 5 á là phát triển tối đa 5 quyền. 5 quyền là tính, tánh, niệm, định và tuệ hả? Rồi số 6 á là làm chủ 6 căn, không để mình thích hay ghét trong 6 trần, chúng ra sao thì thản nhiên ghi nhận như vậy. Rồi số 7 là thất giác chi hả? 7 yếu tố tâm linh phải có ở người cầu giác ngộ hay ở bậc đã giác ngộ. Rồi cái số 8 ấy là bát chánh đạo. Tất cả những con số này gọi chung là tinh thần hay lý tưởng bát chánh đạo. Chưa bao giờ mà tôi giảng kỹ như vậy. Mình đã giảng kỹ như vậy mà bà con vẫn không hiểu thì là cái con gì đó chứ không phải là con người nha. Giảng quá rõ như vậy. Thì tại sao tôi không có nói
đạo đế, mà tôi không nói là bát chánh đạo, mà tôi chỉ nói là tinh thần là như vậy đó. Bởi vì cái con số 8 này là con số ước lệ, con số quy ước trong cái trường hợp đó thôi. Nhớ nha. À, cho nên mình nói 37 pháp trợ bồ đề, chứ thật ra đó, A chính là B. Trong 37 phẩm trợ đạo, hay còn gọi là bồ đề phần, Bali kêu là Bồ Thí Bắc Khi Giác. A chính là B, nhớ bao nhiêu đó, A chính là B, nhớ nha, A chính là B. Đó, thì hành giả phải, cái người cầu đạo giải thoát phải nhớ lấy cái này, nhớ rằng là muốn giải thoát là anh phải tu tập 37 bồ đề phần. Mà mấy cái trong cái bộ đề phần này là tất giác chi bát nhã đạo, là những cái tên gọi khác nhau mà thôi, chứ tinh thần mấy ổng y chang nha, nhớ nha, y chang nha. Nhưng mà có chỗ thì Đức Phật nói số 3, có chỗ ngài nói số 4, có chỗ ngài nói số 5, số 6, số 7, số 8, nhưng mà nó cứ nhớ là cái tinh thần nên là mình chịu. Mà tại sao đó, bây giờ mấy chị mới ôm lại giùm tôi. Thứ nhất là bát chánh đạo dạy ta cái gì, chạy mất tiêu. Thứ nhất là bát chánh đạo dạy ta biết cái bản chất nhân duyên phù du của đời sống qua cái gọi là chánh kiến đó. Rồi cái thứ hai nữa đó, đó là lý do tại sao mà mình phải. Thứ hai là cái bát chánh đạo dạy ta sống chừng mực, hay kiểu sống mà không để là hối hận. Cái thứ ba là cái tinh thần bát chánh đạo dạy ta sống tỉnh thức, vì mọi đau khổ trên đời đều đi ra từ sự mù quáng thiếu tỉnh thức. Từ sự mù quáng thiếu tỉnh thức, từ cái sự mù quáng thiếu tỉnh thức. Cho nên là tôi nhắc lại một lần nữa, có rất nhiều người không nói rõ chỗ này. Cho nên khi mà họ tiếp xúc với cái người mà ngoài Phật giáo, khi mà mình cứ ôm khư khư số 8 này nữa, là mình sẽ lại gây cái sự phản cảm nên người ta thấy Phật đạo Phật mình giống như là nông cạn, là thiển cận, là cố chấp, là đóng khung. Chứ thật ra không phải. Đúng là con số này, con số của Đức Phật chứ không phải số của ai chế ra đó. Đúng. Nhưng mà trong một trường hợp nào đó thì ngài nói tới con số 8. Nhưng có những trường hợp này không có nói số 8, chẳng hạn như ngày có nói số 1 thôi. Ngày nói đó là chỉ không dễ ngươi. Không dễ ngươi. Không dễ ngươi mà ông tôi nhớ tôi giải thích 380 lần rồi. Không dễ ngươi đây có nghĩa là ngày mình chưa biết đạo ấy, thì mình muốn nói gì mình nói, mình muốn làm gì mình làm. Ngày chưa biết đạo, ngày chưa biết đạo thì thích gì làm nấy. Biết đạo một tí thì chỉ chọn lấy cái gì cần, không phải chọn cái thích. Biết có phân biệt cái này không ta? Biết có phân biệt được cái này không? Khi mà gọi là chưa biết đạo thì thích gì làm nấy, nhưng mà biết đạo một tí thì chọn cái gì cần, không phải chọn cái mình thích nữa. Đó, thì cái đó được gọi là không dễ ngươi đó. Không dễ ngươi là như vậy, có nghĩa là trước thích làm gì mình làm, nhưng bây giờ mình phải suy nghĩ cái đó, nó có hại mình hại người hay không, nó có lợi mình lợi người hay không. Rồi nói cũng vậy, là mình nói cái đó nó có hại mình hại người, nó có lợi cho mình, có lợi cho người cho đời này là kiếp khác hay không. Rồi suy nghĩ cũng vậy, mình thấy có những suy nghĩ đó có tốt. Mà tôi biết trong đêm có nhiều người than là nó khó, nhưng mà tôi nói thật, nếu có bị thương thân thương mình ấy, gì mà nó có lợi cho mình phải làm chứ. Mà có những chuyện nó khó phải làm, phải tập lâu ngày nó mới được chứ. Cứ nhớ một chuyện thôi, cứ có một suy nghĩ nào mà nó đi qua cái đầu của mình, mình nhớ liền, mình tập, mình nói cái này không tốt nha. Tôi biết buổi đầu quý vị không có quen, nhưng mà phát hiện lâu, mình làm lâu ngày nó cái khả năng phát hiện mình nó rất giỏi. Tôi phải nói cái này rất giỏi, tôi phải nói cái chuyện đó, quý vị cứ tập đi, sẽ có một ngày quý vị làm được chuyện đó chắc chắn. Hồi đầu thì nó có 10 cái tầm bậy đó đi qua đầu mình, mình chỉ phát hiện được có 3 thôi. Rồi từ từ đó mình sẽ phát hiện lên 5, 5 rưỡi. Nó có cái loại 5 rưỡi nữa nha, 5 rưỡi. Tức là có những cái nó bậy nhưng mà mình chỉ thấy nó bậy một nửa thôi. Đấy. Rồi 5 rưỡi, rồi cái 6, rồi cái 6,1, cái 6,3. Rồi có lúc mình thấy được 7, từ từ lên từ từ. Rồi cuối cùng rồi mình phát hiện ra là cái 7 nó không phải chỉ có 10 mà nó có tới 20 lần. Rồi từ từ phát hiện ra cái 7 nó có tới 80, nó có tới 1000 lần. Tại sao vậy? Tại sao mình càng tu mình càng thấy nhiều? Là vì hồi đầu mình chỉ thấy những cái xấu, cái xấu thô, cái xấu mà cái xấu nói ra cái từ bình dân nghĩa là cái xấu bự, cái xấu hoành tráng thôi. Nè. Nhưng mà cái càng lên vô sâu vô cao mình thấy những cái xấu
mà nó vi tế, mà ngày đầu mình một mình không thấy, hai nữa mình tưởng nó hay. Tôi ví dụ như là cái hồi đầu mình vô mới vô nó mình thấy được một tháng mà thọ 8 ngày bát quan rồi mình ngày mình làm gì được 2 tiếng rồi quá giỏi rồi ha, rồi một tháng mình đi nghe pháp được 4 cái chủ nhật là quá giỏi rồi. Đúng, buổi đầu mình thấy cái đó là hay, nhưng mà về sau mình phát hiện ra cái niềm vui trong việc thiền kỳ đó sẽ có lúc ta thấy niềm vui trong việc thiền cũng phải xét lại, có lúc niềm vui đó là ngã mạn đó, xét lại. Tức là càng tu lâu á mình phát hiện ra cái đó từ từ. Hồi tôi nhắc lại, hồi đầu mình chỉ thấy có 10 cái lỗi thôi, mà trong 10 cái lỗi mình chỉ thấy có 3, 4, 5 sạo thôi. Từ từ mình thấy được cả 10, nhưng mà khi mình thấy được 10 rồi đó thì mình mới phát hiện ra là cái lỗi, cái gọi là lầm lỗi nó không phải chỉ có 10 mà nó có tới 20, 50, 80, 100, 180 rồi lên tới 800, rất là nhiều. Đến một lúc nào đó các vị thấy là trong, đến lúc nào đó chứng tam quả rồi vẫn thấy mình còn lầm lỗi, dễ sợ chứ. Đó là niềm vui thích trong thiền, dễ sợ. Tôi chỉ dẫn chứng một cái thôi, chỉ có La Hán mới hết lầm lỗi, chỉ có La Hán hết lầm lỗi. Lên tới tam quả rồi, La Hán là tứ quả ha, mà mình nói tam quả lên là mà vẫn còn phải lầm lỗi. Mà các vị học A Di Đà thì tôi biết tam quả là ngon lành lắm. Tam quả là không còn thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục ái và sân. Tức có nghĩa rằng là nếu mà mình lấy mắt mình nhìn thì vị A La Hán và vị tam quả không khác nhau cái gì ha. Nha. Nếu lấy mắt nhìn á thì tam quả và tứ quả giống hệt nhau. Giống hệt nhau. Bởi vì cái vị tam quả không còn đam mê trong cảnh dục nữa. Mà mình thấy trên đời này một người mà không còn thích cảnh dục rồi thì là thánh chứ còn gì nữa. Rồi chưa hết, vị mà đắc tam quả đó, vị đó không còn cái tâm sân. Mà sân ở đây đó là cái gì? Sân ở đây đó, ông còn cái người mà không học A Di Đà mới không hề biết cái sân cái nghĩa nó rộng, nó kinh hoàng lắm. Ghen tuông, ganh tị, rồi bủn xỉn, rồi sợ hãi, rồi cái hờn giận, đều là tâm sân, kinh khủng chưa? Chứ không phải đó giờ mình nghe nói tâm sân, mình cứ tưởng là giận mới là sân. Không phải, đó là một phần rất là nhỏ, nhỏ xíu. Cũng giống như mình nói cơ thể con người, mà mình nói cơ thể con người là cái bàn tay thì nói gì nó vừa trúng nữa, mà nó vừa trật. Trúng thì nó có nghĩa là đúng, bàn tay nó là một phần cơ thể của mình. Nhưng mà mình nói rằng cơ thể là cái bàn tay là cơ thể, mà cơ thể là bàn tay đó thì nói vậy nghe nó kỳ lắm. Mặc dù đúng, bàn tay nó là một phần cơ thể, nhưng mà mình không thể nào mình coi nó là tất cả được nha. Thì cái chuyện mà hờn giận nó là tâm sân, nhưng mà thật ra theo A Di Đà thì cái người mà hết tâm sân thì họ sẽ chấm dứt toàn bộ, họ sẽ chấm dứt toàn bộ những cái này. Đó là lý do tại sao những cái này được kể là tâm sân là như vậy. Bởi vì một vị mà tam quả họ không còn cái mà ghen tương, ghen tuông. Tiếng Việt Nam tuông với tương giống nhau nha. Ghen tuông, ghen tương nha. Rồi ganh tị ha. Hai cái này nghe nó nói theo A Di Đà nó cùng một tâm sở, nhưng mà cái cảnh nó khác nhau. Cái ganh tị nó không giống như cái ghen tuông ha. Cái ghen tuông thì nó hơi khác một chút ha. Cái này bà con có gia đình có kinh nghiệm hơn tôi vẫn còn độc thân vui tính hả, cho nên tôi không có giải thích cái này, nhưng tôi chỉ nói là cái ghen tuông, cái ganh tị nó cái gốc nó là một, nhưng mà trong thực tế nó khác nhau một chút cái cảnh, cái đối tượng cả. Rồi cái bủn xỉn tức là bỏng sẻn á, sợ hao, sợ mất, sợ tốn hả. Rồi sợ hãi nó cũng là sân, mà bỏng sẻn nó cũng là sân, mà sợ hãi cũng là sân, mà hờn giận nó cũng là tâm sân. Mà vì A Na Hàm không còn cái này nữa hả, A Na Hàm mà không mê trong năm cái trần cảnh nữa, có nghĩa là bây giờ mà có đem bao nhiêu thứ ngọc ngà châu báu kim cương mà để trước mặt vị tu đại vị thì tam quả, có đem bao nhiêu tiên nữ, bao nhiêu nữ sắc giai nhân tú lệ trên đời này đưa tới cho ngài thì ngài cũng trái quất, hoàn toàn không còn một cái chút đam mê thích thú nào nữa. Như vậy thì nếu mà lấy mắt mà nhìn á thì vị
một cái vị tam quả và tứ quả giống nhau y hệt, bởi vì không còn thích cái gì và không còn sợ cái gì hết, không còn thích mà cũng không còn bất mãn, y chang nhau nha. Nhưng nó khổ một chỗ là vị tam quả còn lại một cái, đó là nếu vị đó đặt thiền, vị đó còn thích trong thiền nha, thích trong thiền, còn dư sót một chút phóng dật, một chút ngã mạn. Mà cái ngã mạn ở đây đó, không, mình nghe cái vị A-la-hán còn ngã mạn, mình ham, mình tưởng chúng mình không dám đâu. Ngã mạn có hai, ngã mạn có hai giảng đó, nó hả, muốn giảng rộng là phải chịu khó lạc đề. Tôi đang giảng mà duyên khởi mà nãy giờ tôi thấy không đi mất tiêu, mới có cái vô minh duyên hành không, đó là hết buổi giảng rồi. Là giá ta hà quá mẹ nó là như mạng chấp ta theo đúng sự thật chấp ta. Rồi ngã mạng có hai, đúng sự thật là sao, có nghĩa là hơn nghĩ là hơn, bằng nghĩ là bằng, thua biết là thua, nghĩ là thua đó. Còn cái mà ngã mạn không đúng sự thật á thì tự hiểu lấy. Tới đây mà bắt tôi giải thích thì đi chán đi ha. Mình giải thích cái đầu tiên là cái thứ sai, cái thứ sau mình hiểu rồi. Cái thứ nhất là như thật mạng, mạng như thật mạng à, có nghĩa là cái thứ hai là hư chấp mạng, ha, quên cái thứ hai là hư chấp hoặc là ngộ nhận ha. Cái thứ hai là ngộ nhận mạng, còn cái kia là như thật mạng. Cái thứ hai là ngộ nhận mạng, còn cái thứ nhất là như thật mạng. Thì cái như thật mạng này có nghĩa là mình cũng còn chấp cái ta, nhưng mà chấp đúng sự thật. Ví dụ như vị nó biết rằng mình hơn cái ông này, biết ông này cũng thua mình, biết mình với ông này bằng nhau, thì cái đó được gọi là giác tha của ma, nó là như thật mạng. Còn cái đoạn thứ hai là á giác tha của ma, nó có nghĩa là ngộ nhận mạng, có nghĩa là hơn nhá, lại nghĩ là người ta hơn mình mà mình cứ nghĩ người ta thua mình, ở là mình thua cái người ta mà mình cứ nghĩ bằng người ta. Ta biết có hiểu không ta, nói hiểu không ta, cái chữ tự hiểu lấy mà tự nghĩ là tôi giải thích cái này chứ tự hiểu được phải không, cái này tự hiểu được không? Nhờ tới đây mình hiểu thì chỉ có uống thuốc lại thôi nha. Có nghĩa là mình thua người ta mà mình nghĩ mình bằng người ta, rồi người ta hơn mình á mà mình cứ nghĩ người ta thua mình, người ta hơn mình á thì mình cứ nghĩ là người ta thua mình, rồi mình thua người ta đó mình nghĩ mình bằng người ta. Đó, cái đó gọi là ngộ nhận mạng hoặc là hư chấp mạng. Còn cái như thật mạng nghĩa là hơn, biết là hơn, đúng rồi, cái cha này bằng mình nè, cha này bằng, cha này thua mình, đúng đúng, mình là thua thiệt, rồi mình hơn ông này, đúng mình hơn thiệt, rồi mình thua ông này, đúng mình thua thiệt. Đó thì cái đó được gọi là như thật mạng. Mà cái vị A-la-hán á thì nó còn cái như thật thôi, nghĩa là có sao thì nghĩ vậy. Nhưng mà cũng còn có cái thấy cái tôi trong đó chút thôi, nó là một cái mảng, một cái mảnh vụn thôi, không có đáng kể vì cái vị nó không còn thân kiến nữa. Nhưng mà cũng còn thấy mình là cái gì đó quan trọng. Mạng ở thánh tam quả chỉ là một chút phân biệt, thấy mình là cái một chút phân biệt, còn chút bận tâm, chỉ bận tâm tôi muốn muốn chỉ còn chút để ý về bị thử ta với người, đây với kia. Đó, chỉ vậy thôi, một chút thôi nha, chỉ một chút thôi, một chút phân biệt. Còn riêng vị A-la-hán thì coi như ngài nhìn ngài giống như là nhìn mình như nhìn một giọt nước trong đại dương. Đó, vị A-la-hán nhìn mình nó giống như nhìn một giọt nước trong đại dương vậy. Trong khi vị tam quả thì còn có thấy khác một chút, thấy cái giọt mình cũng là giọt nước, mà giọt mình nó màu hồng, giọt mình nó màu xanh, nhớ nha, gần giống nhau rồi đó, gần rồi đó. Nhưng mà vị A-la-hán thì coi như mình chỉ là một giọt nước của vị tu đà quần, còn cái vị tu đà quần về tới tam quả đó thì cái giọt nước của mình đó, mình biết mình là giọt nước, nhưng mà trong đó mình thấy
ba tầng thánh thấp cũng thấy mình là giọt nước trong đại dương, nhưng là giọt nước có màu riêng. Còn phàm phu thì ai cũng thấy mình là một ngọn núi, một hành tinh, một vũ trụ. Khác nhau rất là nhiều. Mình thấy mình là một ngọn núi nè, mình là một hành tinh nè, là một thế giới, là một vũ trụ. Trong khi đó vì cái mấy vị kia người ta thấy cái gì, hai cái nhìn khác nhau xa lắc à. Ở bên là cứ thấy mình chỉ là một giọt nước trong vũ trụ thôi. Nó khác nhau. Một giọt nước trong đại dương thôi. Trong khi đó đó là mà phàm phu thì là như con dầu vậy đó, mà thấy đã lắm, thấy mình là một ngọn núi, một hành tinh, một thế giới, một vũ trụ, có nghĩa là một cái gì đó nó rất là độc lập, rất là riêng tư, rất là độc đáo, nói chung là hàng độc, mà độc thiệt, độc địa nha. Cho nên ấy, bây giờ tôi đi xa quá sức, bây giờ tôi không nhớ con đường tôi trở về đó, tôi đi cái gì mà tôi đi qua tới đây dữ vậy ta, tôi đi đâu vậy, đâu để ở đâu tôi chạy qua tới đây dữ vậy ta. Đây là một cái test, một cái thử, một cái bài thử cho bà con. Rồi, vô minh thượng tướng đế. Đó, vô minh thượng đế nãy giờ các vị nghe rồi đó, đúng rồi, vô minh thượng tướng đế. Chính vì vô minh thượng tướng đế không có biết bốn đế, nó không biết những điều. Chính vì không biết những điều vừa nói, nên mới tha thiết tìm đến những hình thức hiện hữu trong đời. Để sao nữa, qua ba hành đó. Thì ba hành ở đây nãy tôi nói rồi, có hai cách. Một là thân hành, hai là khẩu hành, ba là ý hành. Thì tất đó là một cách nói. Tất cả những thân hành nào đó, mà thiện hay là bất thiện, khẩu hành nào thiện hay bất thiện, ý hành nào thiện hay bất thiện, thì hễ còn thiện ác, tính thiện ác trong ba hành này sẽ dẫn đưa chúng sinh vào các cõi tái sinh ngay đến vị tam quả cũng còn chút vô minh, nên còn dư sót một chút thiện. Thiện gì? Để sinh về cõi Phạm Thiên dù chỉ trong ít lâu, rồi cũng chứng La Hán và Viên Tịch. Ngay đến vị tam quả cũng còn chút vô minh, nên còn dư sót một chút thiện, chút thiện để xem được có phẩm thiện. Cái tính thiện ác trong ba hành những gì rồi. Cái cách thứ hai, ba hành còn được giải thích là phi phúc hành. Rồi ba chấm nãy nói rồi, bây giờ nói nữa mệt quá. Phi phúc hành có nghĩa là tất cả những điều đều bất thiện. Còn phúc hành tức là những điều thiện trong cõi ngũ quẩn. Tức là thiện mà trong cõi dục và cõi sắc giới. Rồi bất động hành là thiện trong cõi vô sắc. Thì giải thích cách nào đi nữa thì nó cũng có một ý mà thôi. Giải thích cách nào thì hành cũng có nghĩa là thiện ác, cũng có nghĩa là các nghiệp thiện ác dẫn sanh các cõi. Cái cõi gì? Các cõi siêu đọa. Đó, các cõi siêu đọa. Rồi tiếp theo, khi một tâm thiện hay ác xuất hiện
thì chúng sẽ tạo ra hai loại nghiệp, nghiệp tái sinh và nghiệp nghiệp bình sinh, tức những gì xảy ra. Nghiệp tái sinh, nghiệp, lấy định nghĩa lại, nghiệp tái sinh là cửa mở vào cảnh giới nào đó, và nghiệp bình sinh, tức là nghiệp bình nhất á, thì quyết định ta buồn vui sướng khổ ra sao trong suốt kiếp sống. Dạ. Rồi trong đời sống đó gặp chuyện bất mãn thì sân, gặp thì tham. Chính hai phiền não này lại tiếp tục tạo ra hai loại nghiệp vừa nói cho kiếp khác. Không biết cái kinh, không biết ghi gì có hiểu không ta? Không biết ghi gì có hiểu không? Tức là giảng tới này, chỗ này rồi. Tức là tại sao tôi kêu các vị kiếm bằng được cái quyển A Di Đà? Là tại vì cái giáo lý duyên khởi mà phải giải thích như vậy là cho cái người mà không có chuyên, không biết cái gì hết á, thì họ theo theo được. Chứ còn vô sâu thì hồi nãy tôi có nói rồi, sâu quá, cao quá thì tốt lắm, hay lắm, tuyệt vời lắm ha. Nhưng mà cái thứ mà nó trớ quớ, nó không hiểu gì hết là nó chỉ có chết thôi. Bây giờ tôi giải thích giáo lý duyên khởi bằng cái này, tức là sau khi tôi nói theo cái kiểu này xong rồi thì tôi sẽ quần lại trở lại chính kinh nha. Nhưng mà đây là cái mà con phải nhớ, đó là trong đời sống này đó mình cứ mỗi lần mình có thiện hay có ác là coi như mình đã tạo nghiệp tái sinh. Mà mỗi một cái nghiệp thiện ác nó tạo ra hai, mỗi một cái hành động, một cái lời nói, một tư tưởng thiện ác nó tạo ra hai thứ nghiệp. Một là nghiệp bình sinh và nghiệp tái sinh. Cái nghiệp tái sinh tức là cái tâm đầu thai đó, cái nghiệp thiện ác đó, khi một cái tâm thiện, cái tâm ác nó xuất hiện đó, thì nó tạo ra hai thứ nghiệp. Thứ nhất là nó tạo ra cái tâm đầu thai cho kiếp khác. Rồi cái nghiệp thứ hai là cái nghiệp, đó là người là nghiệp tái sinh. Còn nghiệp bình sinh á, tức là nó quyết định cái chuyện là mình sau khi tái sanh vô đó rồi mình được cái gì. Biết nói nghe hiểu không? Thí dụ như bây giờ tôi làm cái điều ác bằng tâm sanh, thì chính vì cái nghiệp ác đó cho nên nó tạo ra cái tâm tái tục cho tôi đời sau. Tôi sanh ra trong một cái cảnh giới, thí dụ tôi sanh làm cái con rắn hổ đi, trời rắn hổ đó là cái nghiệp tái sanh. Nhưng mà còn cái nghiệp bình sanh nữa, tức là do bây giờ mà tôi hành hạ chúng sanh khác, đấm đá, đấm đạp, đục gì đó ha, rồi bắt đầu á là do cái nghiệp đó tôi sanh, nó tạo ra cái nghiệp tái sanh cho tôi là sanh làm con rắn. Còn cái nghiệp bình sanh là sao? Tức là sau khi tôi sanh làm con rắn rồi đó, thì tôi bị mấy con lớn nó rượt, nó hà hiếp tôi đủ điều hết. Rồi cuối cùng tôi bị một cái con, bị người ta đập tôi chết đấy. Còn không tôi bị mấy rắn lớn nó nuốt tôi. Đó gọi là nghiệp bình sinh, nhớ nha, đó gọi là nghiệp bình sinh. Còn cái nghiệp tái sinh có nghĩa là do cái tâm sân bây giờ nè, tôi mới chung như tôi là con rắn đó, thì đó cái nghiệp đó là nghiệp tái sinh. Còn nghiệp bình sinh là sau khi tôi làm con rắn rồi đó, thì tôi mới là bị cái này bị cái kia. Tuy nhiên nhớ một điều, mỗi một kiếp sống như vậy á, anh là phải ghi rồi, trong mỗi kiếp sống ta gặt hái vô số nghiệp bình sinh từ đời trước, ta chỉ bắt đầu, và phải nhớ lại cho dễ hiểu, ở mỗi kiếp sống ta bắt đầu, ta chỉ bắt đầu bằng một nghiệp tái sinh, nhưng sau đó thì gặt hái vô số nghiệp bình sinh từ đời trước. Ví dụ như bây giờ do cái một cái quả lầm nào đời trước, vì tôi sanh ra tôi làm người nha, hồi trước tôi có cúng dường cho Tam Bảo, cho nên nhờ cái phước đó, cho nên bây giờ tôi được cái nghiệp tái tục, nghiệp tái sinh là tôi sanh ra tôi làm người, đúng. Nhưng mà sau khi mà tôi đã mang, khi mà tôi đã tái sinh vào bụng mẹ rồi đó, thì kể từ lúc đó cho đến lúc tôi tắt thở 92 tuổi,
là tôi phải gặt hái vô số những cái nghiệp bình sinh mà có từ vô số những nghiệp thiện ác đời trước. Thí dụ như ngay lúc nằm trong bụng mẹ là tôi được hưởng cái sự chăm sóc của bên nội bên ngoại, rồi bà già tôi thôi đi đứng có kẻ nâng người đỡ, uống thuốc ăn uống ô thôi đủ thứ. Còn không đó là lúc mà mang tôi thì thôi bà già tôi phải tự tử, bố uống thuốc rầy uống thuốc ngủ qua làm, mà mỗi lần uống là tôi đóng tôi chết rồi. Rồi trong đó là bố nào là trụ sinh uống thuốc quá đáp, uống thuốc quá liều, uống tầm mấy tầm bả rồi có bả té lên té xuống tùm lum hết ha. Rồi tới hồi sanh tôi ra thì trong một cái gia cảnh bần hàn đói rách, rồi đói lạnh con nít người ta thì chăn đệm áo quần mặc không hết. Còn tôi thì thôi lạnh lẽo đói khát, bà già không có sữa, rồi có đi làm thuê làm mướn thì bà chị mới đem gửi tôi đi bú thép bú nhờ hàng xóm, một cái bà hàng xóm dơ hầy tinh rình, rồi có bữa sữa có bữa không. Rồi lớn lên thì ghẻ chóc đầy người, rồi bị người ta khinh rẻ đánh đập, rồi đói lạnh triền miên lấy ngành con vợ không ra gì hết, tệ hơn vợ đậu xấu như thị nở. À, rồi đại khái ô nó đủ thứ diện là nợ lần thù quán di như pháp luật tùm lum. Thì trong trường hợp như vậy đó là gọi là nghiệp bình sinh, nhớ nha, nghiệp bình sinh. Tôi bắt đầu bằng một nghiệp tái tục đúng, nhưng mà sau khi mà tôi đã mang cái thân người rồi và mang cái thân thú rồi thì tôi phải gặt hái vô số cái nghiệp bình sinh. Và có học A Di Đà mới thấy sợ một điểm, đó là không có một cái suy nghĩ nào ngắn ngủi đến mức mà không đủ để không đủ tạo ra một cái phản ứng cho kiếp sau, chỉ nó không có. Tôi nhắc lại, không có một cái dòng tư tưởng nào mà nó nhỏ bé, nó ngắn ngủi mà nó yếu ớt đến mức mà không đủ sức để làm một cái nghiệp thiện ác cho đời sau, chỉ nó không có. Hễ một cái tâm thiện ác xuất hiện thì lập tức nó đã gieo cái mầm sanh tử cho đời sau kiếp khác. Đã, tức là cái nghiệp tái sinh ấy, nó để là cái nghiệp tái sinh, có nghĩa là khi mà tôi làm một cái nghiệp, khi mà tôi có một suy nghĩ bất thiện đi qua đầu của tôi, khi mà tôi nói một cái câu bất thiện, khi tôi làm một chuyện bất thiện hay là việc thiện ấy, thì tôi đã có một cái passport, cái passport để mà đi vào một cái quốc gia nào đó, mà cái quốc gia đó có thể là Bắc Hàn, có thể là Iraq, có thể là Syria, có thể là Uganda, có thể là Somali, có thể là Ethiopia, có thể là Swaziland, ở bên châu Phi nó đói trào máu, mà cũng có thể là Thụy Sĩ, có thể là Đan Mạch, Phần Lan, Hòa Lan, Thụy Điển, có thể là Mỹ, cũng có thể Trung Quốc, có thể là Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái, Miến Tích. Thì cứ mỗi một cái việc thiện như vậy nó là một cái passport cho tôi. Còn cái chuyện mà tôi xuống phi trường rồi mà đời sống của tôi ở đó ra sao thì lại là một chuyện khác. Xin hãy lắng nghe hai câu Phật cú. Câu thứ nhất: kẻ làm thiện sinh ở đâu cũng được phước xưa đợi chờ như người thân tiếp rước, kẻ đi xa trở về. Rồi cái người làm ác sanh ở đâu cũng bị ác báo chịch chờ như kẻ thù đón đợi. Đó, nhớ cái đó nha. Cái tai nào hay dữ, người ta vừa nói rồi cho con số luôn, quá cao siêu. Hai câu này là hai câu kinh Phật dạy chứ không phải là của tôi ha. Cái câu thứ nhất là kẻ làm thiện ấy, đi đâu á thì cũng được cái phước xưa nó đợi chờ, giống như là người thân mà tiếp trước, kẻ đi xa trở về. Còn cái kẻ mà làm ác á, mà xâm đi đâu á thì cái bị cái ác nó chịch chờ, giống như kẻ thù mà nó rình sẵn nó về là nó rút kiếm nhật mã tấu ra nó xử mình vậy đó, lúc nào nó cũng chờ mình hết. Cho nên là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân là như vậy đó. Có nghĩa là trong kinh nói rằng cái người thù á, cái hai kẻ thù quán thì luôn luôn nó hại nhau, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia. Thì trong kinh nói là không có kẻ thù nào mà trên đời này nó đáng sợ cho bằng chính cái tâm ác của mình. Bởi vì thằng tèo nó ghét thằng tí,
thì nhiều lắm á, thì nó không ưa thằng Tý thôi. Chứ còn cái chuyện mà nó đánh được thằng Tý hay không, nó có chém, nó có đâm được thằng Tý hay không, nó có làm cho thằng Tý thân tàn ma dại, thân bại danh liệt hay không, thì còn tùy ở cái phước nghiệp của thằng Tý, của thằng Tèo ha. Nhưng mà hai đứa nó thù nhau đó, nhưng mà cái chuyện mà thằng Tèo nó có làm được thằng Tý hay không thì nó còn tùy vào cái phước nghiệp của thằng kia nữa. Nhưng mà cái nghiệp bất thiện thì không. Cái nghiệp bất thiện nó đã xuất hiện lúc nào thì coi như người đó đang gieo cái mầm cổ luôn đó nha. Cho nên là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân là như vậy đó. Cho nên là cứ hãy còn đã xâm là còn khổ. Và làm ơn cứ nhớ thế này, cái câu này phải nhớ này. Ngay khi ta đang hưởng quả cũng chính là lúc ta đang tạo nhân nha, nhớ cái này nha, luôn luôn như vậy. Khi đang hưởng quả thiện thì phàm phu chỉ biết sống bằng tâm tham. Khi đang chịu quả ác thì bằng tâm sân, mà cả hai phiền não đó đều là nhân bất thiện cho đời đời chi đời sau, nhớ ra đó. Cho nên đó mình thấy đó, nói là vô minh duyên hành nằm duyên tích tức duyên sắc, mình thấy nó có một cái sợi chỉ mỏng đi xuống như vậy. Nhưng mình phải hiểu rằng ngay khi mà mình vô minh duyên hành nằm duyên tích, ba cái nãy tôi đó, thân hành khẩu hành ý hành mà thiện và bất thiện đó ha, hoặc là phi phúc hành bất động hành ha, thì chính ba cái ông này ông mới tạo ra cái thức tái tục đó, gọi là hành duyên thức. Mà thức duyên danh sắc ở đây đó, danh sắc ở đây là danh sắc lúc đầu thai đi ha, đầu thai. Sau đó tùy ở cõi nào mà chúng sinh có đủ sáu căn hay không, Đức Phật dạy. Đức Phật khi nói về công thức duyên khởi ở cách phổ quát, cách phổ quát tức là nói chung chung á, thì là lục nhập. Nhưng trong thực tế có những cõi không đủ lục nhập tức sáu căn, không đủ sáu căn gồm hai trường hợp, nó có vụ không hai, một là do thiếu phước hoặc do nên không có, hoặc do không cần nên không có. Biết gì hiểu không ta, biết gì phải hiểu không ta. Khi Phật nói về công thức chuyên khởi cách phổ quát thì là lục nhập, nhưng thực tế có những cõi không có đủ lục nhập. Thí dụ như là, nhưng mà dầu đủ không đủ thì Ngài cũng phải nói số 6 à. Rồi cái phần mà còn lại mình phải hiểu thêm. Chứ làm sao mà mình muốn Ngài nói đủ thì có bị cái ý không? Đức Phật nói luôn luôn ngắn gọn. Tại sao? Là bởi vì cái người mà ngồi trước mặt Ngài đó là toàn là thứ dữ không vậy. Chỉ còn cái thở như mình đó, thì mình không có gặp được Ngài. Mấy người như mình mà gặp Ngài thì Ngài sống không được 80 tuổi đâu. Nhưng mà Ngài có như thành thạo của năm trước là năm sau Ngài tịch thì bị quá mệt nha. Mà vì cái phước duyên của Ngài phải sống được 80, cho nên Ngài không cách nào mà Ngài gặp được cái người như mình hết. Tôi đã tìm hiểu kinh điển suốt nhiều năm, tôi mới hiểu ra các bạn, là tại sao mà Phật sống được 80 tuổi mà tại sao mình không gặp được Phật. Thì kinh điển giải thích cỡ nào tôi không thèm hiểu, mà tôi khoái hiểu kiểu của tôi. Thứ nhất, Phật sống được 80 tuổi là bởi vì Phật không gặp những người như mình. Mà gặp những người như mình
thì mình chỉ có làm phiền ngài, thì ngài coi như năm 36 tuổi là thành đạo 35 là 36 niết bàn, bởi nó quá sức mập nha. Tức là giảng quá sức dài ha. Như giảng gì nãy giờ là tôi mất cả năm tuổi thọ mới hết được nha. Cái đây này ngài chỉ nói là vô minh chuyên hành, bởi vì cái người ngồi trước mặt ngài là cái cỡ nào. Cho nên ngài làm ngắn lắm, ngắn là được rồi. Cho nên ngày sống được 80, chứ còn mình, nếu mà ngày ở đời này là chỉ có 36, 37 là tịch rồi, phải nói như vậy. Thì là nói một cách phổ quát, thì là sau cái lúc tế tục đó, thì mình có đủ 6 căn. Nhưng mà nói cách chi tiết thì có lúc đủ và có lúc không. Mà tại sao? Bởi vì đủ thì khỏi nói rồi, nhưng mà trường hợp thiếu là do, một là do thiếu phước. Rồi, ở cõi dục giới mà không đủ 6 căn thì do thiếu phước. Riêng cõi, riêng các cõi phạm thiên sắc giới chỉ có 3 căn: nhãn, nhĩ và ý căn. Do họ không, thì chỉ tạm thời nữa được, do họ tạm thời không có dục ái, không có nhu cầu hưởng thụ thưởng thức năm trần à. Rồi cái nên nhớ, dạy như dạy nít vậy, nên nhớ: dù không có khứu giác, vị giác, xúc giác, nhưng trên hình thức phạm thiên vẫn đủ mắt, tai, mũi. Trong kinh gọi nó là đẹp, được xem là đẹp nhất tam giới. Nhớ nha, phạm thiên được xem là đẹp nhất tam giới. Thì cõi vô sắc á, thì không có hình tướng thì nói làm chi nha. Còn mà những cõi hữu sắc á, tức là gồm đó là bốn đọa xứ, chung lại thì hết chúng sinh là cõi ngũ quẩn, thì phạm thiên là đẹp nhất. Cho nên trong kinh mới nói là nên kinh mới nói thân Phật đẹp như thân phạm thiên, giọng nói của ngài được gọi là phạm âm. Gớm vậy đó chứ không phải thường, tiếng Bali kêu là Brahmasara. À vậy đó, nhớ đó nha. Có nghĩa là họ không có cái thần kinh khứu giác, vị giác, xúc giác, nhưng mà trên hình thức á, thì phạm thiên vẫn đủ mắt, tai, mũi đàng hoàng, chứ không phải mà bằng trang như cái tấm dáng mà không có phải. Đừng có tưởng như vậy nha. Có nhiều người hãy nghe những cái tưởng như vậy, bởi vì họ được xem là đẹp nhất tam giới mà, được xem là đẹp, phải thân chữ đẹp nữa, đẹp để xem đẹp nữa. Nên kinh mới nói là thân Phật đẹp như thân phạm thiên, giọng nói của Phật được gọi là phạm âm, from Masara. Nhớ nha. Nhớ. Thì cái từ chuyên môn gọi nó là phù trần căn, có nghĩa là chỉ có hình dáng bên ngoài mà không có thần kinh bên trong. Nhớ nha. Thì ở cõi dục mà không có đủ 6 căn thì thiếu phước. Truy vọng thiên sắc giới thì chỉ có 3 căn. Rồi cái phẩm cái 3 căn là nhãn nhĩ á, phạm thiên vô sắc giới thì chỉ có ý căn đó. Cho nên nhớ cái đó, cho nên tôi nhắc lại lần nữa này, chúng ta phải ghi nó rồi. Đọc trên mặt giấy thì lý duyên khởi chỉ là một đường thẳng, nhưng thực tế thì y hệt như một khu rừng. Hả? Có nghĩa là ngay bây giờ nè, bây giờ tôi tả rằng chắc hình, tôi mong rằng quý vị hiểu nha, tôi mong là quý vị hiểu. Ngay bây giờ nè, ngay bây giờ trước mặt tôi là một cái hoa hồng. Khoan, để tôi quay lại từ đầu, tôi mới bị quên. Chính vì vô minh đời trước cho nên tôi mới tạo thiện ác, mà chính nhờ tạo thiện ác cho nên đời này tôi mới có cái thân người, đúng không? Tại vì tôi sanh ở cõi dục giới cho nên tôi mới có đủ 6 căn. Tôi nói có nhanh lắm không? Do nghiệp thiện ác đời trước
cho nên bây giờ tôi mới được sinh làm người. Vô minh duyên hành, hành duyên thích á, tôi mới có tái sanh vô trong bụng mẹ, rồi tôi mới được làm người. Mà từ là vì tôi là người có dục giới cho nên tôi phải có sáu căn. Đó, vô minh hành lục nhập. Rồi từ có cái chuyện mà có sáu căn á, cho nên á, sáu căn là thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác hả? Chính từ có sáu cái này cho nên nó mới có cái sự gặp nhau giữa căn cảnh và thức. Cái sự gặp nhau của sáu căn, sáu cảnh, sáu thức gọi là xúc. Đó, thì trước mặt tôi bây giờ đó là một đóa hoa hồng. Thì cái con mắt, cái tâm nhãn thức là tâm quả có từ nghiệp quá khứ. Con mắt của người nhìn cũng là sắc nghiệp có từ tiền nghiệp thế nhân. Tiền chứ tiền không có rê nha, có từ tiền nghiệp, có từ tiền nghiệp, có từ tiền nghiệp có từ tiền nghiệp. Sơ sơ là mình thấy hai cái quả rồi đó. Còn cái bông hồng đó, thì cái bông hồng thì có thể là do nghiệp lực chúng sinh trên trái đất mà có, hay chỉ là chuyện tự nhiên của pháp hữu vi. Các vị có thắc mắc tại sao mà tôi nói bông hồng có thể là do nghiệp lực chúng sinh mà có không? Các vị có thắc mắc đó không? Có nhiều người không biết cái này. Bây giờ tôi hỏi các vị một câu thôi. Các vị có đồng ý với tôi là cái môi trường sinh thái, cái ecology đó, cái ecology, nó cái environment, cái môi trường á, nó có ảnh hưởng đến cái sức khỏe, đến cái đời sống xã hội, đời sống cá nhân hay không? Có không? Có chứ. Bởi vì những cái điểm dị biệt độc đáo về sinh học, thí dụ như là về động vật hay là về thực vật ở một địa phương, nó có ảnh hưởng đến sức khỏe người ta. Thí dụ dân địa Trung Hải ở đó đó, dân địa Trung Hải đó thì họ rất là khỏe mạnh. Họ về cái gì không biết, nhưng về cái bệnh tim mạch và ung thư. Tim mạch và ung thư người dân địa Trung Hải Mediterranean thì họ không có bị, nếu có rất là ít. Là vì sao? Là vì vì cái môi trường, khí hậu, rồi cái đất đai thổ nhưỡng ở địa Trung Hải không trồng ngoài xương rồng, rồi ô liu, rồi chà là. Mà cái dầu ô liu nó đặc biệt cái chỗ đó, người dân địa Trung Hải đó họ ăn cái giống giải gì họ cũng ô liu hết. Ăn trái ô liu, rồi cái dầu ô liu, mà dầu ô liu đó là coi như là họ trộn xà lách cũng là dầu ô liu, rồi họ ăn cái bánh mì họ chấm dầu ô liu. Và nếu hôm nay mà tôi về Việt Nam thì một trong những cái món canh sâm, bởi vì xương tôi nhỏ lắm, tôi xương gà mà ăn thỏ mà sinh ở dưới đồi gối Quỳnh Đế, thì ngoài thuốc canh sâm, cái thuốc mà rồi một cái loại thuốc mỗi ngày tôi uống là nó chống, cái loại thuốc mà nó tạo cái chất nhờn cho mấy cái khớp đó. Tôi kêu là thuốc mỡ bò đó, mỡ bò cho cái bù lon của tôi đó. Thì bắt buộc tôi phải đem theo cái gì, tôi phải đem theo là dầu ô liu. Thì chính vì cái môi trường ở địa Trung Hải này, nó thức ăn nó không có nhiều, nó chỉ có cái xương rồng, dầu ô liu với chà là thôi. Cho nên cái người dân ở đó nó phải nói là ăn cái giống gì cũng ăn dầu ô liu, mà nhờ vậy cho nên họ về tim mạch cái ung thư là họ gần như là miễn nhiễm. Vậy rồi mình thấy cái người Nhật Bổn tại sao họ thọ, là bởi vì cái người Nhật Bổn ấy, họ chung quanh là biển, cho nên họ ăn cá rất là nhiều, ăn nhiều hơn thịt đỏ đó. Mỹ nó kêu là thịt đỏ đó. Thịt đỏ không có tốt nha, mình thịt đỏ ăn không có tốt. Cho nên đó là cái người Nhật cứ họ ăn cá nhiều cho nên họ mới khỏe.
khỏe hơn người xứ khác nha. Thì dĩ nhiên cái đó không phải là tuyệt đối đâu, nó còn nhiều chuyện khác nữa. Ở bên đây là tôi đang ở bên Đức, nhưng mà mới chiều hôm qua tôi nghe tin bên Thụy Sĩ nói nghe cho nó sang rồi, hai nước nó cách nhà con sông nhỏ xíu à, nó nhỏ hơn con sông Bến Lức, còn chậm có đông chậm có tây của mình nữa nhỏ xíu rồi. Thì mới ngày hôm qua tôi nghe có bà nội đó, bà không hút thuốc, không có bia rượu, không có cái gì hết, mà cứ quẩn quẩn nó lăn đùng ra chết, mới chết như thế này, ung thư phổi. Thấy chưa, giàu có sang trọng học thức không, ăn uống thuốc men ngon lành, cuối cùng lăn muốn lăn nó chết thì chết thiệt. Cho nên cái này tôi mở ngoặc tôi nói thêm thôi, nhưng là đừng có tin tuyệt đối, mà tôi đang giảng mà chứ thì tôi đang dùng ví dụ thôi. Có nghĩa là cái hoa hồng tại sao tôi nói nó có thể là do nghiệp chúng sanh tạo, là bởi vì do cái nghiệp chúng sinh nó khiến cho cái vùng đất ở đó, cái địa phương đó nó phải như vậy đó hả. Đó là trường hợp thứ nhất. Và khi mà khí hậu như vậy, đất đai như vậy thì nó tự nhiên nó phải có những cái loại cây cối và động vật thực vật hả, rong tảo nó tương ứng để mình nó xuất hiện. Để gì? Để cho người ở đó đó họ mới có một cái sức khỏe, họ mới có một cái thân thể, họ có một cái tình trạng sinh học tương ứng. Các vị nghe kịp không? Như vậy thì có hai trường hợp. Có hai trường hợp do nghiệp chúng sinh khiến một nơi chốn trở thành như vậy, hoặc do nghiệp khiến ta đến sống một chỗ như vậy. Hai cái này nó khác nhau, các vị có phân biệt được không ta? Bà con có phân biệt hai cái này không? Trò thứ nhất là do nghiệp khiến chúng sanh á, do cái nghiệp chúng sanh khiến một nơi chốn trở thành như vậy, hoặc là do nghiệp nó khiến mình đến sống một chỗ như vậy. Có nghĩa là một cái đó là mình tới rồi thì nó mới trở thành như vậy, và có cái chỗ nó đã như vậy rồi thì mình mới tới. Có phân biệt được hai cái này không? Có phân biệt được hai cái này đó, hai cái này nó khác nhau. Nghe thì nó tưởng giống nhau mà hai cái khác. Một cái là do tôi tới đó thì ở đó nó mới bắt đầu như vậy, hoặc là nó đã như vậy từ lâu rồi mà do cái nghiệp nó mà đẩy tôi tới sống như vậy đó. Cho nên cái bông hồng hồi nãy tôi nói nó có thể là như vậy, cái bông hồng đây nó có thể là tự nhiên nó đã có nó rồi, nhưng mà cũng có thể là do cái nghiệp nó khiến cho cái chỗ đó nó phải có những loại cây trái như vậy đó. Kể cả những loài cỏ dại bé xíu cũng không phải ngẫu nhiên mà có, vì rất có thể chúng là thức ăn cho một loài động vật nào đó, và loài này lại có ảnh hưởng đến con người. Đó, cho nên mình thấy nó nhỏ xíu, mình thấy nó một loại cỏ nhỏ xíu thôi, mà nó trộn nó đã cỏ dại là bé mọn thôi. Sai. Thứ nhất, chính vì cái vùng đất nó như thế nào đó nó mới ra loại cỏ này nha. Vùng đất nó độc địa hay là nó tốt lành sao đó nó mới có loại cỏ này. Thứ hai là chính vì cái cỏ này nè nó là cái thức ăn cho một cái loại động vật nào đó, mà cái loại động vật đó đó thì nó lại có ảnh hưởng đến con người. Ví dụ như là tôi ví dụ thôi, ví dụ như những loài cá, có những cái loài cua, có những cái loài sâu bọ, có những cái loài chồn cáo, nai thỏ, mà nó lại thích cái loại cỏ đó, mà những cái con này nè thì nó lại có ảnh hưởng đến con người của mình. Cho nên nãy giờ tôi nói giống như lạc đề, nhưng thật ra tôi đang về cho các vị một biết một cái bối cảnh sống thực sự nó ra làm sao. Cho nên do cái nghiệp đời trước tôi có 6 căn, tại tôi là người có dục giới mà, tôi có đủ 6 căn. Khi mà tôi nhìn thấy một cái hoa đó, nếu mà tôi nhìn thấy cái hoa mà tôi thích á, thì lúc đó là tâm tham. Mà chính tâm tham này nè, nó lại tạo ra một cái nghiệp tái tục dục giới, thì tái sinh dục giới cho tôi đời sau. Thì cái thích cảnh sắc thì hãy thích cảnh sắc, thì nó là cái nhân để tạo ra con mắt đời sau. Tôi thích cảnh thinh, tôi nghe cái tiếng gì đó tôi thích, thì chính cái thích này đó được gọi là thinh ái.
thích cái hình ảnh á, âm thanh á, cái hình hình ảnh màu sắc á, thì gọi là sắc ái, có nghĩa là thân ái, khi ái, vị ái. Hễ tôi thích cái hình ảnh thì tôi chính cái tham ái, chính cái thích hình ảnh được gọi là sắc ái, nó sẽ tạo ra cái nhãn thức của tôi trong đời sau. Trong hình ảnh nào đó là sắc ái, nó sẽ tạo ra tâm nhãn thức đời sau. Thích cảnh thân thì tạo ra nhĩ thức đời sau. Quý vị, ở đây phải nói thêm, ở đây chỗ này không nói cho mấy người họ thì đàm họ nhảy dựng lên này. Một người tạo bằng tâm đại thiện thứ nhất sẽ hưởng được 16 quả, gồm 8 đại quả hữu nhân. Cái này tới đây là tôi giảng, tới đây là bà con mà không học là chữ nước cắn lưỡi chết nha. Cho nên ai mà xài răng giả tháo răng ra, cắn nó đừng có đứt. Hữu nhân và 8 quả vô nhân. Mở ngoặc đây, trong đó có ngũ sân thức đó. Chính vì còn sắc ái, thinh ái, ba chấm ha, nên mới tác động cho ngũ sân đó có mặt. Một người đắc sơ thì không có, không còn chứ không còn sắc ái, thinh ái. Có thêm chữ tạm thời nữa, có thêm chữ tạm thời, tạm thời thôi nha, tạm thời trong lúc đó thôi, chứ còn về phạm thiên không có tỷ thiệt thân nữa. Vì ba giác quan này thật sự không cần thiết trên đó, riêng nhãn nhĩ có mặt không phải do sắc ái thinh ái, như người ở cõi dục, mà chỉ vì đây là hai giác quan tối thiểu để làm hai việc sau đây. Đó, phân biệt phạm thiên hữu tưởng với vô tưởng, sắc giới với vô sắc, và việc thứ hai là nhãn nhĩ, là những giác quan phải nhờ đến để ta. Riêng nhãn nhĩ có mặt không phải do sắc ái thinh ái như người có dục, mà chỉ vì đây là giác quan tối thiểu để làm hai việc sau đây. Phân biệt thì tại sao mà có cái người le lưỡi là sao ta? Hồi nãy tôi đâu có tôi đâu có gõ vô đó mà tự nhiên nó lại ra cái đó là sao ta? Cái gương mặt người cười đó nó là tự nhiên nó có đó, nó chính là chữ B đó nha, chính là chữ B phở đó ha, với cho sắc ái, mà chỉ vì đây là hai giác quan tối thiểu để làm hai việc sau đây. Một là phân biệt phạm thiên hữu, chết rồi, hữu tưởng với vô tưởng, sắc giới và vô sắc, đó là cái thứ nhất là để phân biệt. Là tại sao? Bởi vì nếu mà phạm thiên mà coi như là phạm thiên có phạm thiên hữu sắc, phạm thiên ngũ quẩn nhé, nếu phạm thiên nguồn cõi ngũ quẩn mà không có nhãn nhĩ đó thì làm sao họ sinh hoạt đây? Họ không thấy không nghe sao sinh hoạt? Họ chỉ có nước ngoài yên thôi à. Mà như vậy thì họ giống như họ cho nên là họ phải có sinh hoạt, họ phải có sinh hoạt, cho nên để phân biệt họ với cái phạm thiên của vô sắc. Bởi vì mình trở về trên cõi vô sắc á, thì chỉ có tâm mà không có thân, mà nếu phạm thiên của hữu tưởng mà không có tỷ thiệt thân, mà cũng không có có cả nhãn nhĩ nữa,
thì cõi hữu sắc nếu không có nhãn nhĩ thì hữu sắc để làm gì? Lúc này coi tương đương với vô tưởng. Giống như chơi giống như ông vô tưởng vậy, tại vì em cũng có một cục vậy thôi mà không làm ăn được gì hết. Chỉ có một cái cục cũng có cái hình dáng như vậy thôi, nó tương đương, có nghĩa là không có làm dụng được gì hết. Vậy có hình chi thì ông Phạm Thiên Vô Tưởng cũng giống như vậy đó. Phạm Thiên Vô Tưởng là cái vị mà đắc ngũ thiền rồi mà nhàm chán là tâm, cho nên nguyện đời sau sinh ra không có tâm trong suốt 500 đại kiếp rồi sau nó trở lại bình thường nha. Thì cái đó được gọi là Phạm Thiên Vô Tưởng. Thì nếu mà Phạm Thiên cởi ngũ quẩn đó, mà không có nhãn nhĩ thì coi như cái đời sống người này nó gần giống như ông vô tưởng rồi, có nghĩa là không làm ăn nên gì hết, thì không có mắt mà không có lỗ tai, nhưng rồi nó đậu sắc luôn, cũng như là chỉ có tâm thôi, chỉ xài để có cái tâm thôi, còn cái thân là coi như là có cho vui vậy. Nếu mà có thân cho vui thì giống vô tưởng, mà nếu mà không có cái hoạt động về thân á, để ghi này, chỉ có sắc thân cho vui á thì giống đúng ai giống Phạm Thiên Vô Tưởng, mà chỉ sinh hoạt bằng tâm á thì giống vô sắc, nó khổ vậy đó. Nếu mình chỉ có cái thân cho vui đó thì giống vô tưởng, mà nếu mà chỉ sinh hoạt bằng tâm á thì giống vô sắc. Cho nên bắt buộc vị này phải có nhãn nhĩ để không giống vô tưởng mà cũng không giống vô sắc. Vì vô tưởng là Phạm Thiên này chỉ có cái cục thịt vậy thôi, chỉ có cái thân xác giống chứ không có cái làm ăn gì hết. Còn cái vô tưởng, còn vô sắc thì chỉ có tâm mà không có thân. Thì nó giống mà mỗi một âm giống một chút chuyện cũng phiền lắm. Mà cái này người ta là hàng riêng mà, người ta là hàng độc mà, làm sao có vụ mà giống tùm lum được. Cho nên là họ phải có sinh hoạt để không giống vô sắc, mà họ phải có cái thân sắc để không giống với vô sắc. Là chỗ đó. Nhớ vậy đó. Thì tôi nhắc lại lần nữa là ngay bây giờ tôi đang nhìn một cái hoa, nếu mà cái hoa đó nó xấu quá, nó héo, có sâu nằm trong đó thì lúc tôi bực, chính cái bực đó là tâm sân, tôi lại gieo cái mầm tái sinh cho đời sau. Còn nếu mà tôi nhìn mà tôi thích á thì coi như tôi gieo cái mầm, gieo cái chủng tử dục giới cho đời sau. Nói tôi nói rồi, cái ngũ xung thức là ví dụ như tôi về tôi tạo nghiệp thiện đi, là nó do tâm đại thiện tạo ra cho tôi, đúng. Nhưng mà cũng phải có cái sự tiếp sức của sắc ái thì cái tâm đại thiện đó nó mới có thể tạo ra cái tâm nhãn thích được. Chứ còn nếu như tôi chứng minh này, một người chứng thiền luôn nhờ đến các tâm đại thiện dục giới, đúng không? Đại thiện là dĩ nhiên phải dục giới rồi, thế nhưng mà trong trường hợp này phải nói, trường hợp này không nói dục giới thì không có được, không nói cái bà con bị rối ha. Nhưng sau đó các tâm này không cho quả ngũ xong thức mà đương sự lại sinh về cõi Phạm Thiên, không có gì khứu rồi gì nữa, vị rồi gì nữa, xuất gia khứu vị đó. Cho nên là bữa nay chắc bà con ngủ đã rồi quên không, tôi vô Facebook tôi gặp ông Alan Bảo, ông nói lúc này ông ngủ đã luôn, ông thông báo lúc này ông ngủ đã lắm. Tôi nghe tôi là ngậm ngùi lên, là bây giờ giảng vô sâu như là cái ngủ. Bây giờ tôi bài nè, mình nghe mình đừng có ngồi, mình cái người chuẩn bị mình cái mền sẵn, bây giờ nó vô mùa đông rồi. Nếu tôi là quý vị tôi làm vậy, cái người chuẩn bị giường díu ngon làm xong rồi, nó bắt đầu vô trùm mền, mở máy lạnh, tắt đèn nghe. Xong mình bắt đầu nghe ông giảng, giống như nghe Khánh Ly hát vậy đó. Cứ thấy mình gọi là giống như là đi vào giấc ngủ mà bằng cái sức đẩy của thiện pháp, chắc chắn là thấy cái mộng đẹp rồi. Thế là mình ngủ một cái người ru vậy đó, ngủ đã đẹp vậy thôi, bây giờ mệt thì cũng giác rồi.
Đúng rồi. 2 tiếng đồng hồ rồi, xin hẹn lại ngày thứ 3. Có đúng là 2 tiếng hồ không? Có đúng không? Có đúng 2 tiếng không? Rồi, không nhắc, quý vị phải nhắc. Mai mốt 1 tiếng rưỡi là phải nhắc. Chứ giờ là chết tôi rồi mà. Trời đất ơi.